Hello mấy bạn, thì hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn về cái phần Mastercam ha. Thì Mastercam như thế nào? Thì mình sẽ lấy một cái clip bên cái Titan á, Titan ha. Thì đầu tiên các bạn vẽ cho mình cái hình vuông trước. Thì khi mà đối với hình vuông á, thì mình như thế nào? Đối với hình vuông mình sẽ vẽ vào cái thằng rectangle nè. Hả? Bạn nhắc cái này cho mình ha. Ừ. Xong các bạn vẽ cho mình để mình coi lại coi. As seen in this video, right? So, whenever I'm going to act direction and my Z full chain and not partial down, now I'm at height. I'm going to go negative 1.9. Now I'm going to Ok, cái thằng width này á, mình sẽ là 4 chấm. Còn cái thằng hai này mình sẽ là bao nhiêu? Trừ 1.9. Trừ 1.9 ha. Ok, click ok. Click ok. Ok. Ủa, sao nó không ra ta? Để mình coi lại coi. Ngồi à. Tắt thằng con quỷ này đi. Lại nha. Rectangle. Nhập vô đây, kẻ nó ra. Ok, 4 chấm. Ok, trừ 1.9. Ok, mình biết rồi, nó nhỏ xíu à. Fit, alright. Nè, ra nè các bạn. Các bạn nhập vô đây. Ok, create a body. Make sure ở đây là top nha. Mình đang vẽ cái trang là trang top. Alright, rồi tiếp theo nó vẽ cái gì nữa này? Ok, bây giờ nó sẽ tạo ra một cái solid. Nè các bạn, bây giờ nó sẽ tạo ra một cái solid. Nếu mình thử mình tạo ra cái solid cho các bạn coi. Solid thì add tool nó ra. Add tool nó ra thì các bạn sử dụng cái phím này ha. Add tool nó ra thì mình sẽ nhấp vô đây. Đó, thì nó sẽ ra rồi. Thì mình click and change. Click ok. Chuyện gì xảy ra? Rồi. Đó, nó tạo ra một cái body cho mình. Các bạn thấy không? Rồi, cái body này mình muốn nó đi xuống dưới. Mình sẽ bấm vô cái phần mũi tên này. Reverse. Reverse có nghĩa là về lại hoặc là đi xuống. Xong sau đó, ok, reverse xong rồi. Còn cái gì nữa không? Reverse xong rồi thì để mình coi coi cái về dày là bao nhiêu. Ok, thì cái distance là khoảng 75 thôi. Là khoảng 7 phần 8 I think. Giờ mình nghĩ nó là 7 phần 8. Ok, mình bấm ok. Nhưng mà bây giờ mình không thích cái solid này, nó màu xanh 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 rêu này. Mình sẽ vô cái này. Mình sẽ bôi đen nó hết ha. Rồi mình bấm vô màu vàng như vậy đi, hoặc là mình không muốn màu vàng mình có thể chọn màu này lại nhé. Đó, mình sẽ làm màu này. Đó,
thì mình ra được cái hình. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ vô đây bấm top. Top lại. Rồi. Để coi không dễ gì nữa. Ok, bây giờ mình sẽ giả sử thôi nha. Giả sử mình là trong cái hình này nó sẽ có những cái vòng tròn. Đó, thì dễ đại thôi các bạn ơi. Các bạn vô wireframe, các bạn vô circle. Mình nhìn cái hình ảnh mình vẽ cho vui thôi, cho các bạn coi thử thôi. Mình nhấp lại vô một điểm. Một cái vòng tròn ở đây. Ở đây là diameter 200 mấy à. Mình cho 2.25 đi cho nó nhỏ. Xong mình lắp nó lại luôn. Đó. Mình lắp nó lại chi để cho nó cứng luôn bạn, để mình vẽ cho nó nhanh. Thì mình lắp nó lại thì nó sẽ giữ đúng cái vòng tròn, nó sẽ không mất. Còn ví dụ bạn không lắp nó đó thì là đó, các bạn có thấy cái mũi con chuột của mình không? Nó không có nó không có cái vòng tròn sẵn. Bây giờ mình lắp vô, nó lắp lại, nó sẽ có cái vòng tròn sẵn. Rồi bây giờ mình kẻ lại luôn. Miễn sao giống cái hình của ổng thôi. Rất ok. Ok. Rất ok. Mình không có cầu phải kẻ giống. Rất ok. Thì cái này mình nghịch thôi nha, chứ nếu mà làm giống thì phải có đầy đủ tọa độ điểm này kia. Thì hôm nay là một cái clip cho các bạn nhìn thử cái mastercam thôi, đơn giản thôi, không có gì khó phức tạp. Rồi đó, bây giờ mình tạo ra được những cái lỗ rồi, để tiếp tục coi thử rồi. Ok, bây giờ mình vào cái tiếp theo đó là mình vào cái này các bạn. Mình vào cái solid. Mình vào cái add to. Ok, mình click 1 2 3 4 5 6. Ok. And selection. Click ok. Ok, mình sẽ chọn cut body. Right. Thì cái lỗ của mình nó không có through, mà cái depth nó khoảng bao nhiêu đây, để cho mình coi thử lại nha. Cái depth này nó không cho vậy, để mình xíu ha. À, cái depth 308. Cái depth là 3.8. Ok, distance đó các bạn. Mình để .3.8. Ở Việt Nam thì các bạn có thể xài hệ mm, nhưng ở Mỹ mình xài hệ inch không à. Đó, 3.8. Đó, các bạn thấy không? Được, ok. Đó, mình sẽ tạo ra được những cái lỗ rồi. Các bạn thấy không? Rồi bây giờ mình sẽ tạo một cái chamfer cho nó. Tạo chamfer cho nó, nhưng mà bây giờ mình bấm dịch top lại cho các bạn dễ nhìn. Chamfer, mình vào cái đây, chamfer distance angle, and angle thôi. One distance chamfer thôi. One, two, three,
4, 5, 6. Okay. Rất ok. Thì transfer này quá bự các bạn thấy không? Transfer thường thường khoảng 10.000 cho đến 30.000 thôi. 10.000 nè. Thì quá nhỏ đi, 30.000 đi. Rồi, đó, đẹp rồi đó. Các bạn thấy không? Đó. Nhìn nè. Đó, các bạn thấy chamfer không? Đó, nó phải vậy. Rồi, bây giờ mình sẽ chọn fit. Rồi, bây giờ mình quay về top. Đó, mình đã có cái chamfer rồi. Giờ tiếp theo mình làm cái gì? Ok. À, tự nhiên mất cái khúc mà nó kẻ cái hình vuông rồi. Go back to wireframe. Ok, bây giờ mình sẽ vô cái chain wireframe. Offset rồi, offset đâu rồi, offset của mình đâu. Để mình xíu nha. Đây, offset đây. Offset chain. Nhập vô. À. Xong mình nhập vô đây. Đây ông, để coi mình offset bao nhiêu. Inside. Ok, point 3 inside. Nhấp vô. Point 3 typical có nghĩa là toàn bộ. Các bạn ha. Đó, typical là toàn bộ luôn. Right. Đó, thì offset như vậy. Thì ok. Bây giờ mình sẽ li color nó cho nó giống. Bẹp ra rồi. Hi hi hi. Đó. Tiếp theo là cái gì? Ok mấy bạn. Thì yeah. Thì bây giờ mình sẽ tạo ra một cái, nói chung là tạo một cái vòng tròn để mà các bạn nhìn mình ha. Nói chung là cho nó khoảng bao nhiêu đây, một inch đi. Let's see một inch to thế nào. Ồ, to quá. Actually không to lắm. Không. 25. Yeah, 25 ok ha. Một cái
Rồi, tiếp theo nó sẽ là cái gì đây? Một cái vòng tròn nhỏ ở chính giữa này. Đúng năm. À, 25 thôi. Đó. Vô đây ha. Đấy. Yes. Okay. Đó. Rồi. Một vòng tròn bự. Đó sao nó bị đứng này. Một vòng tròn bự là khoảng cho nó 0.75 luôn. Right here. Được không? Thấy nó sai sai ha các bạn ha. 0.5 thôi. Cho nó đẹp giống cái hình của nó. Được ok. Được ok. Good. Rồi bây giờ mình sẽ tạo một cái line khoảng 22 độ đi. Thì cái này sẽ nó không ra ta. Để nó chữ ở bên ngã gì. Chữ 22 độ. Đấy. Không giống cái mình thích. Thôi. Xóa đi. Bỏ cái lóc luôn. Exit. Rồi, ok. Mình vẽ từ đây ha. Một cái. Đây là 90 độ nè. 90 độ. Rồi 270. Ít. Vô. 270 trừ cho 22 độ. Rồi. 22 độ không phải. 270 nè. Đây trừ cho 80 độ rồi. Ôi giời. Sao quá vậy? 270 trừ 30 đi. Nó khóc lóc. Lóc không? Lóc lại luôn. Cộng 40 không 30 chứ à, ok mấy bạn đủ mỗi lần quá. Tiếp theo là tạo cái gì? Tiếp theo là các bạn bấm vô cho mình cái Dream Break at 10 đó, các bạn bấm vô Dream 3 Infinity. Không, maybe nhấp vô đây, boom, sao nó mất luôn rồi, thôi, không chơi cái này nữa, mình sẽ có cách khác, mình sẽ bấm add 10 ha, team red add 10 nè, add 10 mỗi cảnh ra khoảng 500 and đó. Ok các bạn. Rồi. Bây giờ mình sẽ bấm thử bấm Twin Trinity coi nha. 1 2 and 3. Ấy dù tiêu 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 tiêu. Không được. Thì mình sẽ bấm bây giờ mình sẽ chọn divide nha. Divide thử coi nha. Bùm bùm bùm. Mất rồi. Đó. Bấm bùm mất tiêu luôn. Rồi bây giờ mình bấm cái. Bây giờ mình phải kiểu như là sao ta? Mình bấm mất rồi. Không nên. Ok. À cái vòng tròn này nó bị cái gì á. Nên bây giờ mình phải break nó ra. Thử nha. Break nè.
Không được, không được các bạn ơi. Giờ mình làm cái khác. Để mình coi coi. Chim không được thì break nó ra. À, break to speed. Break to peace có nghĩa là mình sẽ cắt nó ngay đây. Mình sẽ cắt nó ngay đây. Mình sẽ cắt nó ngay đây. Đó. Rồi, bây giờ mình divide được rồi đó. Bùm. Còn khúc này với khúc này á, mình sẽ vô cái trim. Trim. Trim to infinity. Đặt vào. À. Hoặc là mình có thể divide nó. Đó. Mất tiêu luôn. Mất tiêu rồi đó. Rồi, bấm chuột phải, bấm fit. Rồi, xong. Đẹp. Tí hồi mình sẽ vẽ lại hai vòng tròn này cho nó giống cái của ổng ha. Còn gì chưa vẽ nữa không? À còn, mình sẽ vẽ một cái circle ở đây đi. Khoảng 500 500 too much. 120 thôi. Giống như đây nha các bạn nha. Đó. Ok. Cũng giống vậy luôn. Chắc cũng phải vẽ hai đường kẻ như vậy. Free angle 30 độ. Hai trăm bảy trừ 30. Ok. Hai trăm bảy cộng 30. Ok. Đó, ra là đó bạn. Rồi bây giờ mình sẽ mình thử divide nó thôi. Boom. Boom. Đó, mất rồi nè các bạn ha. Đó. Mất rồi. Bây giờ mình thử vô đây cái trim break infinity, trim three infinity. Trim three infinity các bạn muốn trim three infinity có nghĩa là bạn muốn làm ba cạnh. À, cũng có thể là vòng tròn, một vòng tròn có thể gọi là infinity. Thì mình nên bấm như vậy ha. Hai cạnh bên. Rồi, một cái vòng tròn ở đây. Nhập vô. Đó, là nó mất. Bạn thấy không? Làm lại nha. Bấm vô Dream Infinity. Boom. 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 Đó, Dream 3. Đó, nghĩa là cắt 3. 3 điểm. Ok. Rồi, xong cái hình. Rồi đó các bạn, xong cái hình rồi nhá. Mình bấm fit. Rồi, cái này nó sẽ là cut luôn. Ok. Giờ lại solid thôi à. Add tool. Vào đây. Đây. Bấm cut body. Cũng được. Ok. Cut body xong. Cái hình này nó không có nghe lời mình. Rồi, cut body là xong rồi. Phần này cũng cut luôn. Không biết ok chứ đi ha. Rồi, việc cut body. Cắt này xuống. Cut nó không cho ta. Nó quan định cái gì đây? Remove operate fail by solid interferal AD fail. Có cái gì đó không ổn. Maybe mình phải
Cái này nó fail. Failure generate pollen. Ok, cắt lại thôi coi. Ây da. Một cái mũi tên này là sao? Cut nó. Maybe cái này mình vẽ sai hình nó mới cho cut mấy bạn. Giả sử mình xóa cái này đi. Giả sử mình xóa nó đi. Mình vẽ lại cái hình khác thôi. Đó, cắt rồi nè các bạn. À, hiểu tại sao rồi. Các bạn biết không? Hiểu tại sao rồi. Mình phải có một cái đường lai kính như thằng này nè. Mình bẻ nó qua vậy. Đó, thì nó phải kính. Nó phải là cái đường kính như vậy nè. Thì nó mới cắt được cái body. Như mình làm lại nha. Thấy không? Mình như các bạn thôi, mình cũng mò thôi chứ không có gì đâu. Nhưng mà mình đầu tiên mình phải mất hai cái cạnh này đi. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái wireframe device. Bùm, bùm, đó, mất rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ vô cái solid lại. Báo tool. Lại nha. Ok. Đó, bây giờ nó sẽ cut ra cho mình. Yo, đó các bạn thấy không, ra đó. Hi. Ok, bây giờ làm thế nào để móc những cái wireframe này? Aha. Còn cái wireframe này nữa hả? Bây giờ mình muốn cut body. Bây giờ mình muốn cut body. Nhưng mà cái cut body này mình gặp một cái chuyện đó là mình cần phải offset cái thằng này vô chút xíu. Đây là mình phải offset nó chút xíu. Offset chain. Click right here. Đó. Ok. Click offset vô. Offset khoảng nhiều. 1.100 coi. Ok. Được rồi các bạn. Mình bấm là move luôn. Ok. Ok. Mấy bạn nhìn mình làm mấy bạn sẽ biết nhiều thứ á. Ok. À, rồi cái phần này của mình cũng cần phải thua, nhưng mà bây giờ mình phải recolor để cho nó cùng cái color đó. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái body nó. Cắt cái body làm sao đây? Tiếp tục vào cái solid nha. Thua. Boom. Boom. Xong. Xong rồi. No. Hình như có gì đó sai sai bạn ơi.
không giống vậy đâu. Mình biết rồi, là mình cần phải trim cái thằng này với nhau. Thì bây giờ mình sẽ làm như thế nào đây? Ok, mình phải break các bạn ơi. Mình phải break giống như nãy đó. Break to P. Vô đây. Một cái, hai cái, ba cái. Đó. Nên nó không có rác ra cho mình. Anh ít rác ngay here. Đó, nó phải rác ngay đó. Fit lại nha. No, mình phải vô lại cái này. Break to be. Muốn ngay cái điểm chính giữa này. Đúng rồi. Đó. Đó, nó phải là hai cái đường chọn rồi như vậy thì mình mới cắt được. Ok. Được rồi các bạn. Bây giờ mình vô solid nha. Solid nè, add to nè. Mình sẽ chọn cái channel đây. Mình chọn cái single. Mình sẽ chọn unless all. Nó hỏi mình đúng. Ví dụ 1, 2, 3. No, mũi tên quay ngược lại. T, N, 4, N, 5, 6, 7. Ôi, sao chỗ này mình chưa break vậy? Không, cách này làm hơi rối các bạn ạ. Mình làm cách khác. Ok. Mình còn phải break hai điểm này nữa. Hai điểm này. Cái cạnh này mình chưa có break ra. Giờ này chùm. No, không phải. Break to peace. Đó, đúng rồi. Lại. Đó, cạnh này nó phải như vậy. Nó phải như vậy đó các bạn ơi. Fit. Ok, rồi tiếp theo mình sẽ chọn cái, nó gọi là cái gì quên mất tiêu rồi. Solid. Mình sẽ chọn cái 2. 1. Có cái gì đó sai sai rồi. Bấm single thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, lại ok. Kỳ à. Kỳ ấy. Cut body. Có cái gì đó sai sai bạn ơi. Sao nó cắt kỳ quá nhỉ?
Để mình coi thử nó khách mà nó khách như gì. À, hiểu rồi. Bây giờ mình coi lại coi. Đúng rồi. Khúc này mình đâu cần nó đâu. Nó là bài gì nè hả? Để mình chọn là cái số đẹp coi. Cái này nhìn mắc cười. Khúc này nó bị gì vậy? Không không giống như ý mình. Arrow gì đây? Curve at cross at. Nó bị cái gì? Bây giờ làm sao để mình mất cái solid này. Ok, mình sẽ vô đây nè các bạn thấy không? Để mình coi thử coi. Wireframe chứ. Surface. Nó không có cái chữ mà surface thôi. Nó không có cái wireframe mà. Select all entity ok cái đã hả? Tắt đi. Select all entity.
Bây giờ mình sẽ đổi. Mình đổi nó nha. Mình đổi nó ra cái level khác. Yes, level 2. Hình rồi đó. Ây, mò mệt thiệt chứ. Ok, bây giờ mình muốn tạo chamfer cho những cái cạnh này. Thì mình sẽ vô solid ha. Mình chọn cái chamfer ở đâu. Vô cái chamfer. Vô body. Nhấp vô body luôn. Nhấp vô đây chứ. Thử coi. Không được. Không được. Có cái gì đó rồi. Ok. Nhấp right here. Boom. Đó, các bạn thấy không? Đồ đèn hết. Nhấp ok. Blend. Nó chọn chấm xong 15. Đó. Thì tất cả những cái này nó sẽ có cái fillet hết các bạn thấy không? Đó. Đó. Các bạn thấy không? Vậy thôi. Ở khúc này fillet là thấy hơi sai sai nè. Mà kệ đi cho đẹp. Ok. Đó. Ok, thì hôm nay là cái bài vẽ hình tới đây thôi nhé. Bây giờ mình mở lượng qua. Ok. Bye bye.